Đoạn video ghi lại hình ảnh chú hổ Serhan 8 tháng tuổi tại vườn thú Banau của Nga hát ngân nga đã gây được sự chú ý của cộng đồng mạng. Tiếng hát của Serhan được ghi nhận có tông thấp hơn rất nhiều so với tiếng gầm. Theo các nhân viên chăm sóc thú, chú hổ Serhan đã phát ra những âm thanh như tiếng hát này ngay từ khi lọt lòng, và đây là cách Serhan thu hút sự chú ý của hổ mẹ. Serhan là một trong 4 chú hổ được sinh ra ở sở thú Banau trong tháng 6 năm 2020.